Với hơn 1 hecta chè nguyên liệu đang cho thu hoạch, bà Phạm Thị Liệu ở thôn Trung Sơn, xã Kỳ Trung đang thuê nhân công tập trung thu hoạch lứa chè đầu tiên của năm. Bình quân mỗi năm, 1 hecta chè cho 20 tấn chè búp tươi, giá bán 7,4 triệu đồng một tấn. Từ khi chuyển sang sản xuất liên kết theo quy trình Việt Gáp, thì thị trường đầu ra của sản phẩm chè nguyên liệu ngày càng mở rộng. Ra quân hái lộc đầu năm lại được giá, bà Liệu cũng như những người trồng chè ở đây rất phấn khởi. Ở địa phương cái trung này thì cây chè là cao hơn các loại cây trồng khác. Và hiện nay là gia đình như đầu tư vào cây chè. Hiện tại thì đầu năm vụ xuân này thì đấy là lứa chè đầu tiên. Người dân rất là hăng hái đi thu hái những cái sản phẩm đầu năm. Đấy là một cái lứa hái tạo hình đầu năm. Nó mang tính là quyết định về cái chất lượng cũng có cái năng suất của cả một cái năm thu hoạch đối với cái chè. Trong những năm qua thì xã chính quyền địa phương là cũng đã chỉ đạo tập trung là phát triển thêm cái diện tích cũng như là nâng cao cái chất lượng của cái chè. Thời gian qua để không ngừng nâng cao cả về sản lượng và chất lượng chè nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu, đảm bảo cho nhà máy chế biến vận hành hết công suất. Xí nghiệp chè 12 tháng 9 Kỳ Anh đã đẩy mạnh liên kết sản xuất chè theo hướng Việt Gáp với người dân các xã vùng thượng Kỳ Anh. Không chỉ triển khai đúng những nguyên tắc trình tự quản lý và vận hành quy trình Việt Gáp trong sản xuất chè nguyên liệu, mà các đơn vị còn tích cực hỗ trợ các giải pháp để người dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập. Xí nghiệp chè là luôn là tạo cái môi trường thuận lợi để cho bà con nhân dân là sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đó là hàng năm thì xí nghiệp là cung ứng tất cả các loại phân bón vật tư, bao tiêu sản phẩm từ khâu đầu vào cho đến đầu ra, tư vấn kỹ thuật rồi là hướng dẫn cho bà con về cách thức từ khâu trồng, chăm sóc cho đến khi thu hoạch đang vào đến nhà máy. Với hiệu quả đã được khẳng định, cây chè trở thành cây trồng chủ lực của các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh và đang được huyện triển khai xây dựng sản xuất OCOP trong thời gian tới. Bên cạnh sự hỗ trợ tích cực của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, người trồng chè mong muốn sản phẩm chè nguyên liệu ngày càng được cải thiện và nâng cao hơn nữa về giá thu mua để mở rộng diện tích. Để phát triển diện tích rộng hơn nữa, nhiều hơn nữa ở trên địa bàn xã Kỳ Tây là cũng mong muốn xí nghiệp chè 12 tháng 9 là hỗ trợ thêm với cái giá cả cho bà con nhân dân ở trên địa bàn xã Kỳ Tây để bà con nhân dân để quan tâm sản xuất và mở rộng thêm cái diện tích trồng chè của trong cái thời gian sắp tới. Đến thời điểm này, huyện Kỳ Anh đã có trên 500 hecta chè nguyên liệu, trong đó gần 400 hecta đã cho thu hoạch, với trên 90% diện tích đã được sản xuất theo hướng Việt Gáp. Bình quân hàng năm diện tích chè được phát triển thêm từ 30 đến 50 hecta. Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, sự bền vững trong liên kết sản xuất và sự vào cuộc hiệu quả của địa phương, cây chè ngày càng khẳng định hiệu quả tại các xã vùng thượng Kỳ Anh, giúp người dân nâng cao thu nhập.